Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review và phân tích Dragon Ball Super trên channel Shonen Action. Dragon Ball Super tập 122 đã được phát sóng vài giờ trước và mình nghĩ rằng đây thực sự là một tập phim hấp dẫn và đáng xem. Âm thanh hình ảnh đã được các họa sĩ tạo hình giúp chúng ta có một tập phim rất mãn nhãn. Nó xứng đáng là một trong những trận chiến hay nhất từ đầu giải đấu sức mạnh cho đến bây giờ. Và tập phim này cũng tuyệt vời sau một tuần vừa rồi nghỉ không chiếu phim. Chúng ta đã biết rằng hiện chỉ còn hai vũ trụ còn tồn tại cho đến bây giờ, vũ trụ thứ 7 và vũ trụ thứ 11 là trận chiến cuối cùng giữa các đối thủ mạnh nhất giải đấu. Giải đấu Battle Royale chỉ còn 9 phút nữa là kết thúc và trận chiến giữa các đối thủ còn tồn tại chính thức bắt đầu. Goku và Jiren đã có một trận chiến ngắn ngủi, nhưng Vegeta đã nhanh chóng bước vào và khiêu chiến với Jiren một mình. Thật đáng ngạc nhiên khi Vegeta đang làm cực kỳ tốt so với những gì chúng ta tưởng tượng. Thậm chí Vegeta còn có thể khiến Jiren bất ngờ khi né đòn và tấn công thành công Jiren. Tuy nhiên, với đòn cuối cùng Final Flash vận toàn bộ và đẩy năng lượng của mình lên gấp nhiều lần, khiến ngay cả thần hủy diệt vũ trụ thứ 11 cũng kinh ngạc. Đòn Final Flash này Jiren đã đỡ trực diện nhưng không hề hấn gì và Vegeta đã bị Jiren hạ gục. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy được Gohan và Android Super 7 đang hợp tác để chống lại Toppo. Còn Frieza thì đang có một trận chiến với đối thủ nhanh nhất trong các vũ trụ là Dispo. Với tốc độ của mình, Dispo gây ra cho Frieza rất nhiều rắc rối. Tuy nhiên, có vẻ như là Frieza chưa thực sự nghiêm túc trong trận chiến này nên có vẻ lép vế và chắc chắn trong tập sau, Frieza sẽ phải nghiêm túc chiến đấu. Hiện nay mình đã có một số các spoiler tin tức mới nhất về các tập phim tiếp theo. Nếu bạn không muốn biết trước vì sợ mất tính gay cấn của bộ phim thì hãy dừng video lại. Dragon Super tập 123 với nội dung và tiêu đề được tiết lộ, toàn bộ cơ thể, sức mạnh tinh thần được giải phóng, Goku và Vegeta. Goku tái đấu với Jiren một lần nữa, mặc dù Goku đã sử dụng tất cả các tuyệt kỹ nhưng Jiren dễ dàng ngăn chặn được. Goku ném kiên giang tấn công Jiren từ tất cả mọi hướng nhưng đòn tấn công này không có hiệu quả. Sau đó, Vegeta giải phóng toàn bộ ki của mình và cơ thể của anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ màu xanh. Dragon Super tập 124 mới nội dung và tiêu đề được tiết lộ, đòn tấn công vũ bão, Gohan chiến đấu trong tình thế bị dồn vào chân tường. Trong khi Goku và Vegeta đấu với Jiren, Frieza đưa ra lời đề nghị với Dispo. Nếu vũ trụ thứ 11 thắng thì hãy sử dụng ngọc rồng siêu cấp để hồi sinh tôi. Hứa với tôi điều đó và tôi sẽ phối hợp với vũ trụ thứ 11. Dragon Super tập 125 với tiêu đề, thần hủy diệt Toppo giáng lâm, sức mạnh áp đảo. Dragon Super tập 126 với tiêu đề, vượt qua một vị thần, đòn tấn công liều mạng của Vegeta. Trong spoiler mới về tập 124, chúng ta có thể thấy rằng Frieza sẽ là tâm điểm của tập phim này. Trong khi Goku và Vegeta đang vất vả và bận rộn để chiến đấu chống lại Jiren, thì Frieza đã bí mật đưa ra một lời đề nghị với Dispo. Frieza yêu cầu Dispo hồi sinh cho hắn và đổi hắn sẽ giúp vũ trụ thứ 11 giành chiến thắng để có ngọc rồng siêu cấp. Hiện chưa thể biết chắc chắn Frieza sẽ định làm gì. Mình nghĩ rằng có thể sẽ dụ Dispo giống như trước đây, Frieza đã lừa Frost của vũ trụ thứ 6 để hạ gục một cách dễ dàng. Ngoài ra Frieza sẽ thực sự phản bội vũ trụ thứ 7, sau đó gây nên khó khăn và Vegeta có thể sẽ chiến đấu với Frieza trong trận chiến cuối cùng. Trên đây là các tin tức mới nhất được tiết lộ về các tập phim sắp tới. Mình sẽ phân tích kỹ các chi tiết hơn trong các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.